Hello anh em nha, hôm nay mình combo ra nguyên cái bộ toàn bộ là có thêm một cặp súp 30 nữa nha anh em ơi. Cái này là công năng của cái lo này là lo 2 bát 40 đôi con 76 từ 190 nha mấy bạn ha. Bên công ty mình đi là 2 chép 750 nha anh em ơi. Họng lớn, họng vuông nha, 2 chép 750 cho anh em nha. Đó, sản phẩm như thế này. Và bây giờ là cải tiến thêm một cặp súp nữa các bạn nha, một cặp phun ở trên đó nha, cặp phun 30 nha. Đó, anh em tham khảo đi. Nói chung là cái này là mấy bạn về có nữa, mấy bạn có làm vũ trường cũng muốn được, có màn để chống chỉnh nha mấy bạn ha. Mình set up xong, bên kỹ thuật mình set up xong thì khi mà giao mấy bạn đó là mình khóa lại ha, khỏi chống ai chỉnh bậy nha mấy bạn nha. Đó, bên công ty là đi một cái cục đẩy và một cái micro cao cấp nha mấy bạn, qua và một cái van cơ nha, van cơ nha anh em ơi, hàng cao cấp nha mấy bạn nha. Đó, cực kỳ sản phẩm cho anh em để mấy anh em live show hay là hát dạo hay là cho thuê đồ tiền mấy bạn nha. Ở trên mình đi thêm một cặp phun 30 nữa nha anh em ơi, một cặp phun 30 này là chép 450 nha mấy bạn nha. Đó, nó có thể ra cái tiếng sáng ra một chút xíu nữa nha anh em, cực kỳ luôn nha anh em. Đó, đi toàn bộ màu đen, hồng vuông nha, hồng lớn. Dán thì đi dán ép malai nha anh em ơi, sơn là sơn chống chày nha, toàn bộ là sơn chống chày. Và một cái micro cao cấp của công ty nha mấy bạn nha. Và một cái van, cái hàng này thì cho anh em xài thoải mái, nó không bao giờ mà xuống cái chắc âm nha mấy bạn nha. Sử dụng điện trực tiếp, khi mà setup xong thì bên nhân viên mình khóa lại nha mấy bạn, khóa lại và anh em sẽ về xài sử dụng giống vậy, khóa lại. Ok, thank you anh em đã quan tâm và ủng hộ trên mọi miền Tổ quốc nha anh em. Ok, thank you anh em.